gọi là dân ta ấy, sau này về ở dân ta hay dùng ấy, thì là ở ngoài này ví dụ đun những cái gì nó có mùi ấy, có cá có cái thứ nó có mùi ấy, thì mang một cái bếp du lịch xong rồi đun ở đây, xong rồi cất cái bếp đi, chứ không được làm bể bếp cố định. Dạ. Bởi đám bếp cố định nó không cho phòng cháy chữa cháy, nó không cho. Cho nên là nó mình chỉ, nhưng mà cái mà bàn đá để em để chậu rửa bát em làm vặt lông gà cái ngoài này thì ok, chỗ này thì không cho đun thôi. Chỗ này chủ yếu làm tiểu cảnh cây cối đấy thôi. Em làm tiểu cảnh cây cối thú cưng thú kiếp. Xin chào toàn thể các bác quý anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Minh Chiến. Ngày mai là ngày mùng 8 tháng 10 buổi sáng ngày thứ ba thì Minh Chiến lại tiếp tục đi bàn giao với anh chị khách hàng một căn ở trong phân khu đảo Dừa. Ở đây là căn 56m. Và cái đợt gần đây nhiều bác cũng có hỏi với cả Minh Chiến là đợt này không thấy lên video nhiều. Ở đợt này thì Minh Chiến cũng đang hơi bận một chút công việc, cho nên là cũng chưa sắp xếp công việc cũng như thời gian được để đi quay cũng như là ra video đều đến vào toàn thể các bác. Thì chắc là thời gian tới sẽ cố gắng hơn. Và ngày mai thì đi nhận bàn giao ở một cái không khí tiết trời mùa thu ở trong phân khu đảo Dừa. Thực sự là Minh Chiến ở trong này Minh Chiến cảm thấy là wow luôn các bác ạ. Thực sự là không khí rất là mát. Trước mặt của toàn thể các bác quý anh chị đây là căn đảo Dừa Lâm. Trước nhà có camera với có cái cột điện này cũng rất là hay nhé các bác ạ. Đó. Trước nhà đấy ạ. Và trước nhà chúng ta sẽ có cây, căn này thì là căn có mái. Đây là không gian bên trong. Thì đang có một anh kỹ thuật đi khắc phục cũng như là đóng nốt cái cửa cho khách hàng. Đó, đây là bên trong của một căn 56m ở tại bên phân khu đảo Dừa. Hiện tại thì anh chị đang ở trên kia với một anh ở bên ban quản lý để đi kiểm tra lại đồ đạc cũng như là kiểm tra cửa giả và xem lại cái thiết kế ở trong không gian lòng nhà. Đấy, thiết kế ở đây thì đa phần là sẽ tương đương nhau, không có gì quá là khác biệt. Chủ yếu sẽ là cái không gian sống, tiện ích sống ở trong đảo Dừa sẽ là những cái ưu thế để cho các bác quý chị có thể lựa chọn khi mà chúng ta cân nhắc về đây ở như các bác nhé. Còn đây là trên không gian tầng 2. Không gian tầng 2 thì vẫn sẽ có một cái ban công ở phía đằng sau như thế này đấy ạ. Còn ở phía đằng trước thì chúng ta sẽ có kính full kịch từ sàn cho đến trần. Đấy, nhìn ra bên ngoài rất là chill. Bây giờ mình sẽ lên không gian tầng 3 nhé các bác nhé. Không gian tầng 3 này, phía đằng sau sẽ không có ban công. Phía đằng trước thì chúng ta sẽ có ban công. Bây giờ mình sẽ ra ban công nhé để các bác có thể thấy là thực sự là khi đứng ở đây thì nó sẽ như thế nào. Đây, đây là không gian ban công ở trên tầng 3. Khi đứng ở trên này mới thấy là một cái không khí thực sự rất là thoáng. Cộng thêm cái tiết trời mát mẻ của mùa thu nữa. Lên ban công tầng 4 thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều các bác ạ. Bây giờ mình sẽ lên không gian tầng 4 để cho các bác cũng chỉ có thể xem là với một căn đảo Dừa như thế này 56m, căn này là giá vay là 8 tỷ 8, 24 tháng. Đây là tầng 4. Đối với mặt ngoài bọn anh sẽ cho làm. Đấy, lên đến không gian ban công tầng 4 này mát hơn hẳn nhá các bác ạ. Vì nó thoáng, ban công này là ban công thoáng. Chúng ta có thể ngắm nhìn toàn bộ phân khu đảo Dừa. Có quý anh chị nào mà đang là cư dân ở trong đảo Dừa không ạ? Mà có xem được video thì có thể comment xuống dưới phần bình luận. Nêu xem là cái cảm xúc của mình khi mà ở tại đảo Dừa nó sẽ như thế nào nhé các bác nhá. Đây là không gian tầng tum này. Trên này đây đúng không anh? Trên này là chúng ta có thể làm cục nóng với tét nước ở trên này đây. Còn ở đây không gian này làm không gian phòng thờ. Nếu mà thấm ấy, em nói em nếu riêng cả này mà thấm thì nó im khô, kể cả nó khô rồi mình sẽ để lại cái vết 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 nó khác với cả cái vết mà này bao giờ thì không bao giờ hết, thì nó vết thấm hơn.
Cái này sau này em ốp lát đây chuẩn bị sang thế rồi. Đây, những cái lỗi này sẽ phải khắc phục hết đây này các bác ạ. À, tất cả những cái lỗi như thế này hay là những cái vết chân chim. Đây, những cái vết chân chim bong chóc sơn thì đều chúng ta đều lên lốt vào biên bản hết đây các bác ạ. Nó sẽ làm cái lốt hết lại vào biên bản để cho bên chủ tư họ đi defect lại. Nhưng mà nếu mà để mà gọi là dân ta ấy, sau này về ở dân ta hay dùng ấy, thì là ở ngoài này ví dụ đun những cái gì nó có mùi ấy, có cá có cái thì nó có mùi ấy. Thì mang một cái bếp du lịch xong rồi đun ở đây xong rồi cất cái bếp đi chứ không được làm bể bếp cố định. Dạ. Vì đám bếp cố định nó không cho phòng cháy chữa cháy, nó không cho. Vâng. Cho nên là nó mình chỉ, nhưng mà cái mà bàn đá để em để chậu rửa bát được. Em làm vặt lông gà cái ngoài này thì ok, trong này thì không cho đun thôi. Này chủ yếu làm tiểu cảnh cây cối. Đấy, em làm tiểu cảnh cây cối thú cưng thú kiếp. Đồng hồ điện nên công tơ nó ở đây. Nước đây. Và thằng cái này nó của bên quản lý điện nước, nó quản lý em hả? Mình kệ nó. Sau khi mà Minh Chiến đi nhận mà bàn giao với anh chị khách hàng xong thì Minh Chiến đang đi ra đoạn chỗ công viên ở tại phân khu đảo Dừa đây nhé các bác nhé. Thì Minh Chiến sẽ quay một cái cảnh rất là hay để cho toàn thể các bác ạ. Đấy, đây là công viên ở trong phân khu đảo Dừa đây. Thì đây là các cô, các chú đang dọn dẹp bể cá koi. Đấy, đây là công việc thường ngày. Các cô, các chú đi dọn công viên... gần như ngày nào Minh Chiến cũng thấy đi dọn. Còn đây là khu vực bể bơi bốn mùa dành riêng cho cư dân đảo Dừa. Nếu như khách ngoài vào ấy thì sẽ mất 200.000. Nếu như mà là cư dân ở trong này thì sẽ không mất phí. Trong này thì không cảnh đây, những cái dòng song lập này ngày xưa các bác nào mà mua được những dòng này thì thực sự là rất là giá trị nha các bác ạ. Rất là trong lành, yên tĩnh, mát mẻ, thoáng đãng nữa. Đấy, các bác quý anh chị mà có nhu cầu tìm hiểu về các dòng sản phẩm bất động sản ở tại Ocean Park 2 hay là Ocean Park 3 thì có thể liên hệ trực tiếp với Minh Chiến qua số line đó 0965886822 thì Minh Chiến sẽ hỗ trợ tư vấn đến với toàn thể các bác nhé. Và hẹn gặp lại toàn thể các bác quý anh chị trong những video clip tiếp theo. Xin chào toàn thể các bác.